Qua công tác nghiệp vụ, vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 27G00004 đang chở hàng tại khu vực ngã ba 4G, quốc lộ 6 thuộc tổ 5, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Trên xe có nhiều thùng xốp là sản phẩm nội tạng trâu, bò đông lạnh, đang bốc mùi hôi thối có trọng lượng 845 kg, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, lái xe Trần Đình Khương, sinh năm 1981, trú tại tổ 4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thừa nhận số hàng trên được thu mua từ các tỉnh miền xuôi, mang lên Sơn La bán kiếm lời. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.